cá chép phong thủy là gì? Sự tích cá chép hóa rồng. Cá chép phong thủy có rất nhiều điều chúng ta cần phải quan tâm. Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về sự tích, ý nghĩa cá chép phong thủy. Cá chép có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó được gắn liền với truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa rồng, mang lại may mắn, tài lộc cho mỗi gia đình. Đặc biệt có ý nghĩa đối với học hành, thi cử và cầu tự con cái. Đối với người Nhật, cá chép còn được gọi là cá koi. Loài cá có nghị lực sống mãnh liệt, được xem là quốc ngư, biểu hiện cho tính kiên nhẫn, sự thân thiện của người dân ở quốc gia này. Sự tích cá chép hóa rồng. Vào một năm trời hạn hán, vì số rồng ít không đủ làm mưa để điều hòa cho khắp mọi nơi, lúc đó trời mới đặt cho một kỳ thi kén các vật lên làm rồng, gọi là cuộc thi rồng. Cuộc thi sau đó diễn ra có 3 kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng. Các loài vật như cá rô, tôm đều thi nhưng không thành công. Cho đến khi cá vào thi thì gió thổi ào ào, mây kéo ẩm trời, kết quả đã vượt qua 3 đợt sóng và lọt vào cửa vũ môn. Từ đó trở đi, hình ảnh cá chép hóa rồng có ý nghĩa vượt qua khó khăn, thử thách và may mắn, sung túc. Cũng có truyền thuyết kể lại rằng, để vượt qua được 3 kỳ thi, cá phải tự chặt cây, vứt vẩy cá, phải chịu đau đớn mới có thể hóa rồng, thể hiện cho sự hy sinh và chấp nhận thử thách. Hình xăm cá chép có ý nghĩa gì? Cá chép có tên gọi tiếng Anh là koi fish, là con vật tượng trưng cho sự kiên trì, dũng cảm, may mắn và thành đạt trong cuộc sống cũng như công việc. Ngoài ra, hình xăm cá chép còn thể hiện sự mềm mại, uyển chuyển, dẻo dai để vượt qua những cơn sóng gió lớn trong cuộc đời. Cá chép còn được coi là vua của các loại cá, là loài vật mang lại sự may mắn và thành công cho chủ nhân. Theo nhiều góc độ, cá chép còn có nhiều ý nghĩa khác nhau. Theo quan niệm xưa, ý nghĩa của hình xăm cá chép là sức khỏe và tài lộc. Trong đường quan lộ, cá chép mang ý nghĩa mang lại sự thăng tiến và công danh. Trong kinh doanh, cá chép tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm. Trong chữ Hán, cá được viết là ngư và được phát âm là du. Và phát âm từ cá chép trong tiếng Hán đồng âm với dư trong dư giả, nên đây còn gọi là hình ảnh mang ý nghĩa thể hiện cuộc sống dư giả, sung túc, mang lại may mắn và hóa giải được sát khí, tai họa cho chủ nhân. Với hình ảnh và hình dáng uyển chuyển, mềm mại, màu sắc đẹp đẽ và mang nhiều ý nghĩa, hình xăm cá chép luôn được ưa chuộng trong cộng đồng những người yêu thích hình xăm hình, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Có thể nói cá chép xứng đáng là một trong những hình xăm tuyệt vời nhất trong nghệ thuật xăm hình. Chúc tất cả mọi người có những giây phút thư giãn và thoải mái nha. Và mọi người nhớ bấm kênh, đăng ký, ấn chuông để xem những clip hấp dẫn hàng ngày nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.